Sao cô lại ở nhà tôi? Cô đánh tôi làm gì? Cũng đâu phải tôi chưa nhìn qua. Anh Trần Bảo, anh không biết xấu hổ. Ra ngoài đi. Tiền vốn thật sự không hề nhỏ. Tôi nói này, tại sao anh lại ở nhà tôi? Đây rõ ràng là nhà tôi mà. Anh nhìn xem đồ trong căn nhà này, cái nào không phải của tôi không? Nếu anh vẫn không ra ngoài, tôi sẽ kiện anh vì tội đột nhập trái phép. Đây, chẳng lẽ đây thực sự là nhà của Lâm Nhã sao? Nhưng chìa khóa chị dâu đưa cho mình, sao có thể mở cửa nhà cô ấy chứ? Chẳng lẽ không phải, không phải căn nhà này là Hách Nhất Thiên cho cô chứ? Cái gì mà Hách Nhất Thiên? Căn nhà này là tôi tự mua. Ngôi nhà này ít nhất cũng vài triệu. Loại người như cô làm sao có thể mua nổi chứ? Anh, anh thì biết gì? Tôi nói cho cô biết, căn nhà này là Lý Tổng đã thưởng cho tôi. Tôi có thể chứng minh cho cô thấy. Alo, Tiểu Trần, vừa mới cúp máy xong, mới được một lát đã nhớ chị dâu rồi sao? Tôi đang ở trong căn nhà mà chị đã cho tôi. Ở có quen chưa? Tôi cảm thấy thoải mái lắm. Cho nên tôi mới muốn gọi điện cho chị, đặc biệt cảm ơn chị đây. Không còn việc gì nữa rồi. Chúc chị ngủ ngon. Cậu ta nói cho mình biết vị trí là muốn mình qua đó sao? Trần Bảo, anh có thể nào đừng bắt tôi chuyển ra ngoài không? Tôi không có chỗ ở. Nếu cô ở đây thì tôi ở đâu? Ở đây nhiều phòng mà, anh ở đâu cũng được. Nhưng mà trai đơn gái chiếc ở chung một nhà rất dễ xảy ra chuyện. Chỉ cần anh cho tôi ở lại đây, anh muốn như nào cũng được. Cô muốn dùng sắc đẹp để thuê phòng sao? Chẳng lẽ tôi không đẹp sao? Thật xin lỗi, tôi không phải loại người tùy tiện như vậy. Cô nói xem, cô đã quen Hách Nhất Thiên nhiều năm như vậy, sao ngay cả nhà cũng không thuê được? Tôi, thôi được, được rồi. Tôi biết những người như các cô cũng chỉ là đào mỏ thôi. Tiền đến nhanh mà tiêu cũng nhanh. Tối nay tôi sẽ cho cô ở lại nhà tôi một đêm. Nhưng mà sáng ngày mai, cô phải sắp xếp đồ dọn ra khỏi đây. Tôi biết rồi. Đã muộn như vậy còn ai đến bấm chung nữa? Trần Bảo, đừng đi. Đó là ba tôi. Cô sống một mình thì cũng thôi đi, sao lại còn dẫn gia đình vào nữa? Không phải. Tôi, được rồi, tôi cũng cho cô ở nhà tôi rồi. Để ba cô ở lại một đêm cũng không có vấn đề gì. Trần Bảo, Lâm Nhã, con đâu rồi? Lâm Nhã, ra đây. Lâm Nhã à, cô nói xem, ngày nào cô cũng ăn diện đẹp đẽ, còn ba của cô nhìn giống như một tên ăn xin vậy. Lâm Phong, cậu là ai vậy? Tôi là đồng nghiệp của Lâm Nhã. Cậu nói thật đi, cậu đã ngủ với con gái tôi chưa? Hung dữ quá vậy, nhóc con. Nếu cậu đã ngủ thì phải trả tiền. Trả tiền gì chứ? Tranh con, muốn chơi quỳ ta, sao cậu không ra ngoài nghe ngóng đi? Con gái của Lâm Phong tôi, có chơi có trả. Lâm Nhã, Lâm Nhã đâu? Lâm Nhã, ra đây. Lâm Nhã à, ra đây mau. Ba, không phải con vừa cho ba 100.000 sao? Sao ba lại hết tiền rồi? 100.000 trả tiền lãi còn không đủ. Dạo này tay của ba có hơi xui. Cho ba thêm 500.000, ba đảm bảo sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi. Ba, ba lại đi đánh bạc. Con thật sự hết tiền rồi. Ba đừng ép con nữa được không? Ba đã nuôi con lớn vất vả như nào, không phải là để người khác ngủ không đâu. Chuyện cô mới vừa nói, cái gì mà đánh bạc, là chuyện gì vậy? Ba tôi có thói quen cờ bạc,
Hồi tôi còn nhỏ, vì ông ấy cờ bạc đã làm mẹ tôi tức điên mà mất. Số tiền tôi kiếm được mấy năm nay đều đưa cho ba trả nợ, nhưng trả bao nhiêu cũng không hết. Cho nên cô mới quen Hách Nhất Thiên chính là để trả nợ cho ba cô sao? Cậu im miệng đi. Ngủ với con gái tôi thì phải trả tiền. Một lần 3,000, cậu chuyển khoản hay là trả tiền mặt? Ông còn thua một con thú nữa. Cô ấy là con gái ông, chứ không phải là Đào. Lâm Nhã có người ba như ông, đúng là cảm thấy thật xấu hổ. Đừng nói nhảm nữa, con gái tôi thì phải nghe lời tôi. Đưa tiền đây. Không sao, sau này có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô phải chịu tổn thương đâu. Cảm ơn anh, Lâm Phong. Khi nào thì anh mới trả tiền nợ hả? Anh Tôn, anh cho tôi thêm vài ngày nữa được không? Con gái tôi có tiền, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Đây là con gái anh à? Phải, phải đó. Ăn mặc quyến rũ quá vậy. Tôi rất thích. Tôi nghe nói cô có giá niêm yết rõ ràng. Một lần 3,000. Đúng, đúng vậy, anh Tôn. Nếu anh em chúng ta đến, sẽ được giảm nửa giá. Địa chỉ ngay tại đây. Việc kinh doanh này hay đó. Sau này kiếm được tiền, tôi muốn lãi suất 30%. Cái chỗ này tôi sẽ bảo kê cho anh. Được thôi, anh Tôn. Vậy thì anh là đối tác của tôi rồi phải không? Vậy tôi sẽ thay các anh em vui vẻ trước đây. Con nhỏ này, qua đây. Nhanh lên đi, mau qua chăm sóc cho anh Tôn. Từ việc kinh doanh này, ba sẽ kiếm được bộn tiền đó. Buông ra, ba bỏ ra. Cái con nhỏ này, được chăm sóc cho anh Tôn, đó là phúc của tổ tiên chúng ta để lại, cho con thể diện mà lại không biết giữ. Đúng là mây tầng nào, gặp gió tầng đó. Vốn dĩ tôi thấy ông là ba của Lâm Nhã, tôi tính bỏ qua cho ông. Nhưng sự trơ trẽn của ông thật sự khiến tôi nhịn không nổi, muốn đập ông một trận. Ông có biết không, nhãi ranh, cậu là ai? Anh Tôn, cái thằng này nè, cậu ta muốn ngủ quyệt, nhất quyết không trả tiền. Ngủ quyệt hả? Việc kinh doanh của tôi mà cậu cũng dám quyệt sao? Huống hồ chi, một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi còn chưa được thưởng thức, cậu lại dám hất tay trên của tôi. Người đâu? Kéo ra ngoài, đánh gãy tay cho tôi. Mau đi. Nhãi ranh, tôi là người của anh Hổ. Nếu cậu muốn sống thì mau quỳ xuống ngay cho tôi. Mau đưa cô gái đó cho tôi, để tôi được thỏa mãn trước đã nào. Biết đâu tôi có thể giữ cho cậu toàn thây. Tần Sơn Hổ sao? Nếu cậu đã biết danh tiếng của anh Hổ, còn không mau quỳ xuống nhận tội đi. Tần Sơn Hổ, tôi cho cậu 3 phút xuất hiện trước mặt tôi. Địa vị của anh Hổ ở cái Đông Hải này, tôi còn không đủ tư cách để gặp anh ta. Chỉ bằng một cuộc điện thoại của cậu mà muốn mời anh Hổ đến đây sao? Cậu thực sự không biết sợ là gì mà. Mấy cậu đúng là to gan. Anh Hổ, tôi là Tiểu Tôn. Đại Đao là đại ca của tôi. Tên Lâm Phong này, nợ sòng bạc của chúng ta một khoản vay nặng lãi 500,000 tệ, không có tiền trả. Bây giờ tôi chuẩn bị đưa con gái của anh ta đi làm gái trả nợ. Anh Hổ à, tiền, số tiền này tôi nhất định sẽ trả lại mà. Đây là con gái tôi, anh xem, rất xinh đẹp. Anh để cho con bé phục vụ anh thoải mái đi, sau đó anh bình tĩnh lại nhé. Anh Hổ, tối nay có một tên chán sống dám cả gan nói năng xích láo với anh. Bây giờ tôi sẽ gọi người kéo hắn ra ngoài và dìm xuống sông. Người cậu nói là anh ta sao? Đúng rồi, chính là thằng nhóc đó. Vậy thì mấy người muốn dìm tôi xuống sông, hay là muốn xé tôi thành từng mảnh đây? Không, không có, không dám. Anh Hổ à, đây chỉ là một thằng trai bao, sao anh lại cứ chào hắn làm gì chứ? Con gái à, con mau tránh xa cái thằng rác rưởi này một chút đi. Con đắc tội với anh Hổ rồi, chúng ta sẽ không thể sống nổi ở cái đất Đông Hải này đâu. Tối nay con hãy phục vụ anh Hổ thật chu đáo. Ba nói cho con biết, Lâm Phong ba sẽ là hoàng thân quốc thích ở cái đất Đông Hải này rồi. Mày, mắt chó mày mù rồi sao? Anh ấy là đại ca của tao. Tôi sai rồi anh Hổ, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tha cho cái mạng quèn này của tôi đi. Người cậu nên xin lỗi không phải là tôi.
Xin lỗi đại ca. Đại ca à, đều tại anh ta. Nợ tiền cờ bạc mà không trả. Tôi sẽ chôn sống anh ta ngay bây giờ. Con gái à, ba không muốn ngủ. Ba không muốn ngủ đâu, không muốn ngủ đâu mà. Ông ta nợ bao nhiêu tiền? Tính cả gốc lẫn lãi, 500.000 tệ. Trần bảo tôi không phải là người không nói lý lẽ. Trong thẻ này có 500.000 tệ. Tôi sẽ thay ông ta trả nợ. Tiền của đại ca mà cậu cũng dám lấy sao? Đại ca à, tiền ba vợ của anh nợ, không cần trả đâu. Con gái à, không ngờ là lần này con lại gặp được một nhân vật lớn như vậy. Lâm Phong, tôi và Lâm Nhã là đồng nghiệp. Tôi không phải giúp ông đâu, đã sống chung rồi mà còn là đồng nghiệp sao? Con gái à, con thực sự là phúc tinh của ba mà. Có nhân vật lớn này ở đây thì chẳng phải ở Đông Hải này. Mình muốn làm gì thì làm sao? Tần Sơn Hổ, tiền của cậu tôi sẽ không lấy một xu nào. Nhưng mà nếu như ông ta sau này lại xuất hiện ở sòng bạc thì tôi sẽ lôi cậu ra hỏi đầu tiên. Đại ca yên tâm, từ nay về sau tất cả các sòng bạc ở Đông Hải đều sẽ không tiếp đón Lâm Phong. Nghe cả rồi chứ? Dạ nghe, nghe rồi, nghe rõ rồi. Đại ca à, mấy người không cho tôi đánh bạc cũng giống như lấy đi mạng sống của tôi vậy. Lâm Phong, ông nên cảm thấy may mắn khi ông là ba của Lâm Nhã đi. Cái loại rác rưởi bán con gái cầu vinh giống như ông đây, lẽ ra nên bị xé thành trăm mảnh từ lâu rồi. Cút đi. Được. Mấy người đang làm gì vậy? Chị dâu, sao chị lại đến đây? Có vẻ như tôi đến không đúng lúc nhỉ? Chị dâu, chị hiểu lầm tôi rồi. Trần Bảo à, không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Cô về phòng trước đi. Tôi, nếu như cậu đã gọi người phụ nữ khác đến rồi, còn gọi tôi đến đây làm gì nữa? Tôi đâu có gọi chị. Tôi vừa giao căn nhà này cho cậu thì hai người đã sống cùng với nhau rồi. Hay là cậu cố ý gọi tôi đến để chọc tức tôi sao? Chị dâu à, không phải như chị nghĩ đâu. Hôn cũng đã hôn rồi, còn không chịu thừa nhận. Ghen rồi sao? Tôi, có phải chị thích tôi rồi hay không? Ai thèm thích cậu chứ? Cậu, đừng tự mình đa tình nữa. Tôi nói cho cậu biết, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Chị dâu, thật sự không phải như chị nghĩ đâu. Cô ta chỉ sống ở đây thôi. Ý cậu là sao? Không phải là Hách Nhất Thiên có hai cái chìa khóa hay sao? Hình như là vậy. Chứ còn gì nữa, Hách Nhất Thiên cũng lấy căn nhà này giao cho cô ta. Vậy nên, chị xem, toàn bộ đều là đồ của cô ta. Cái tên khốn này, tôi sẽ đuổi cô ta đi ngay bây giờ. Chị dâu à, chị xem đi, bây giờ tôi và cô ấy đang giả vờ là người yêu, cho nên chúng tôi sống cùng nhau cũng rất bình thường mà. Đừng nói là cậu muốn biến giả thành thật đấy. Chị dâu à, thực ra trong trái tim tôi luôn nghĩ về chị. Nhưng không phải là lần nào cũng bị chị từ chối hay sao? Thì sao? Cậu đang trách tôi à? Đau, đau đấy, đau thật đấy. Chị dâu thổi cho cậu nhé. Em trai à, em xấu tính thật đấy, phải không? Nào, làm cái gì đó. Cậu điên rồi. Lâm Nhã còn đang ở đây đó. Tôi quên mất. Cậu sẽ không để cô ta sống luôn ở đây chứ? Lâm Nhã là thư ký của Hách Nhất Thiên, ít nhiều gì thì cô ta cũng biết được chút chuyện. Hơn nữa rất có thể cô ta đã từng xem qua sổ sách đó rồi. Ý cậu là cậu định kết đồng minh với cô ta sao? Cô ta biết sổ sách nằm ở đâu, có vai trò rất quan trọng trong kế hoạch lật đổ Hách Nhất Thiên trong tương lai. Vậy ý của cậu là để cô ta sống trong nhà của tôi, ngủ với chồng tôi hả? Có gì không được sao? Em trai à, mặc dù tôi sắp sửa ly hôn với Hách Nhất Thiên rồi, nhưng trước khi ly hôn thì anh ta vẫn là chồng của tôi. Vậy nên chuyện này tôi không chấp nhận được. Chị dâu à, chị nói xem, nếu như tôi giúp chị trong chuyện Hách Nhất Thiên và Lâm Nhã đừng làm loạn trong biệt thự này nữa thì sao?
cậu trông chừng sao? Cậu trông tới trông lui, rồi trông tới trên giường của cô ta luôn sao? Chị dâu à, chị quan tâm đến quan hệ của tôi với Lâm Nhã như vậy, không phải là chị đã thích tôi rồi chứ? Ai thèm thích cậu chứ? Bớt tự mình đa tình đi. Nhớ cho kỹ nhiệm vụ tôi giao cho cậu đó. Chị yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không quên đâu. Tiêu Ngọc Linh, Thách Nhất Thiên, đôi cậu nam nữ các người, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Trần Bảo, không ngờ anh lại gọi thêm một công chúa nữa, là vợ của anh. Không thỏa mãn nổi anh, hay là do anh quá vô dụng đây, nên người ta mới đi theo người khác mất. Quên mất, anh chỉ là người làm công ăn lương, người ta chê bai anh cũng là chuyện đương nhiên. Không phục à? Một kẻ như anh xứng đáng bị cắm sừng cả đời. Sao nào, anh còn muốn làm không? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải là tôi, anh vẫn còn đang vắt gạch trên công trường đó. Nếu đã chọn làm người thì phải tỉnh ngộ mà làm người. Lâm Nhã, nói cho dễ nghe thì cô là tiểu tam, còn nói khó nghe hơn, cô là đồ phá hoại gia đình người khác. Anh, sao nào, làm tiểu tam nhưng vẫn muốn có tiếng tốt, cô đừng có quên, ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta. Cho dù là chỉ có mỗi hai chúng ta thì đã làm sao? Tôi là người của Hách tổng, anh dám đụng vào một ngón tay của tôi sao? Nếu biết điều thì mau cút ra khỏi đây. Anh ở đây làm tôi cứ ngửi thấy một mùi nghèo nàn. Cô cái gì mà cô? Như vậy đi, tôi cũng không có thời gian nói nhảm với anh. 100 tệ này thưởng cho anh, mau cút ra khỏi đây. Một tên công nhân cũng muốn ở với tôi sao? Cô nói chuyện tôn trọng chút. Nếu tính từ ba đời trước, chúng ta đều là con của nông dân như nhau thôi. Đừng bắt nạt quá đáng. Tôi cứ bắt nạt anh đó, anh làm gì được tôi? Anh dám đụng vào tôi không? Lâm Nhã, hôm nay tôi không chỉ muốn đụng vào cô, tôi còn muốn... Trần Bảo, anh điên rồi phải không? Tôi nói cho anh biết, Hách tổng đang ở phòng bên cạnh. Nếu anh dám đụng vào tôi, anh tiếng đời rồi. Vậy cô la lên đi, tôi thấy Hách tổng mà nghe được. Xem giữa hai chúng ta, cô mất mạng trước hay là tôi mất mạng trước? Trần Bảo, nếu anh dám động vào tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Tôi khuyên cô nên nhỏ tiếng thôi, nếu thật sự để cho Hách tổng nghe được, cô biết anh ta sẽ làm gì mà. Trần Bảo, tôi sai rồi, tôi xin anh, anh tha cho tôi đi. Tên công nhân kia, tôi không phải người dễ đụng vào đâu. Anh cứ đợi đó đi, đe dọa tôi à? Đe dọa tôi sẽ cho cô biết tay. Làm gì gấp vậy? Chị dâu, sao chị lại đến đây? Sờ vào Lâm Nhã đã tay hơn, hay là chị dâu đã hơn hả? Chị dâu à, chị đừng làm vậy mà. Chị dâu à, tôi sắp chịu không nổi nữa. Đừng như vậy mà. Ngủ với em gái Hách Nhất Thiên đi. Sao cơ? Cậu không nghe nhầm đâu. Ngủ với em gái Hách Nhất Thiên đi. Trong tay em gái của anh ta chắc chắn có bằng chứng phạm tội của Hách Nhất Thiên, đồng thời giúp tôi thu thập bằng chứng ngoại tình bên ngoài của hắn và Lâm Nhã. Em gái hắn là nghiên cứu sinh, còn tôi chỉ là một công nhân quê mùa. Một công nhân quê mùa như tôi ngủ với cô ấy, vậy không phải là tôi đã hủy hoại người ta rồi sao? Đây là phần thưởng, sau khi xong việc tôi sẽ cho cậu thêm 500.000 nữa. Chị dâu à, không phải là tôi không giúp chị, nhưng mà tôi chỉ là một công nhân nhỏ bé, không quyền không thế. Tôi thực sự không thể giúp chị nổi. Hơn nữa nếu Hách tổng biết được, vậy thì tôi sẽ bị anh ta xé thành trăm mảnh đó. Vậy thế này được không? Ai vậy? Là tôi, Lâm Nhã đây. Chị dâu à, làm sao đây? Cậu đi mở cửa đi, tôi sẽ trốn trong nhà vệ sinh. Ừ.
anh làm gì mà lâu như vậy mới mở cửa hả? Tôi nói chứ anh sẽ không tìm được một cô công chúa trong thời gian ngắn như vậy chứ. Xem cô nói kìa, tôi đã sắp nghỉ ngơi rồi. Một công nhân thúi như anh mà cũng xứng ở căn phòng tốt như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, mau thu dọn đồ đạc, lập tức cút khỏi đây ngay cho tôi. Anh làm cái gì vậy hả? Tôi thấy cô xinh đẹp quá, tôi không cưỡng lại được. Anh thật là đê tiện, vô liêm sỉ, anh là đồ bị ổi. Tiểu Nhã, đi từ xa tới, đã nghe thấy em chửi người ta rồi. Sao cậu còn chưa đi nữa? Tôi đi ngay đây. Chờ một chút, tôi xong rồi, bị phát hiện rồi. Tiểu Trần à, từ nay về sau, công việc phát gạch ở công trường cậu không cần làm nữa, cậu làm tài xế riêng cho Hách tổng đi. Lương một tháng 10.000 tệ. Làm tài xế cho anh, lương tháng được 10.000 sao? Sao thế, Hách tổng? Anh ta làm tài xế cho chúng ta, như vậy có phải hơi bất tiện không? Không đâu, thú vị như vậy, em chả có tầm nhìn gì cả. Anh nói em nghe này bảo bối à, em xem, bây giờ chị dâu của em đã biết hai người có quan hệ yêu đương rồi. Đúng không, cậu ấy là tài xế riêng của anh. Vậy sau này hai chúng ta không phải càng tiện hơn hay sao? Chẳng qua chỉ là làm cái vỏ bọc, lương tháng được 10.000. Được, tôi nhận việc này. Nhưng mà, Hách tổng à, tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân. 10.000 nhân dân tệ một tháng. Nhìn cậu đi, thân hình như thế này, nhìn đi, nhìn cho kỹ đi, chỉ có chút sức lực, nếu mà bán thân, không ai thèm đâu. Hách tổng, anh không sợ anh ta lợi dụng em sao? Cậu ta làm sao có thể lợi dụng em chứ? Chỉ là một tên vác gạch mà thôi. Bảo bối à, bảo bối, lát nữa mua cho em cái túi nhé. Được rồi, vì để ngăn chặn cô ấy chơi anh một vố hồi mã thương thì hai người phải chịu vất vả nhé, chỉ một đêm nay nữa thôi. Đồ cặn bã, trong phòng có người. Hách tổng à, không phải tôi vừa nhận được tiền lương sao? Sau đó lại kiếm thêm một khoản nữa. Vậy nên, cho nên, tôi nên anh đã tìm thêm công chúa phải không? Hèn gì lâu như vậy không mở cửa, thật là tin tẩm. Không ngờ cậu lại biết chơi như vậy. Để Hách tổng giúp cậu thử sự linh hoạt của cô ấy. Tắm luôn rồi kìa. Hách tổng, để tôi thử một chút. Gọi ra sợ sẽ khiến anh ngất đi mất. Hách tổng, tôi cũng không dễ gì mới được tiêu tiền tìm về một công chúa. Anh muốn chia sẻ như vậy, có phải hơi không thích hợp không? Tiền của cậu không phải là tôi cho sao? Xài tiền tôi mà dám. Hách tổng, Hách tổng đến rồi. Nào, bảo bối à, hai chúng ta tối nay lại không thể ở chung được. Vậy chi bằng em, để anh tìm một công chúa và tận hưởng cô ấy một cách nhanh chóng nhé. Hách tổng, tối hôm nay em phải ở chung với cái tên này. Có phải bây giờ nên để anh ấy được giải phóng một chút thì sẽ tốt hơn không? Đừng nói người ta như vậy chứ. Này, cho cậu 10 phút. Đủ rồi chứ? Hách tổng, anh xem thân thể tôi này, 10 phút làm sao đủ chứ? Ít nhất là 2 tiếng. Cũng đúng. Thôi dậy đi. Tôi nghĩ cậu nhiều nhất cũng là 1 tiếng thôi. Vậy được, vậy chúng ta đi thôi, không làm phiền cậu ta chống đẩy nữa. Đi. Chị dâu, sao chị đi tắm mà không mặc quần áo vậy? Cậu mặc đồ đi tắm à? Chồng chị ngoại tình rồi, chị còn tâm trạng đi tắm sao? Bây giờ cậu có thể giúp tôi chưa? Chị dâu, không phải là tôi không giúp chị, nhưng tôi thật sự không có khả năng đó. Khách nhất thiên không phải bảo cậu làm tài xế cho anh ta sao? Đây là cơ hội tốt, ngàn năm có một. Đúng, không phải tôi không muốn giúp chị, chỉ là tôi, khách nhất thiên, nếu anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tiểu Trần, cậu cảm thấy chị dâu như thế nào? Tôi thấy chị dâu rất đẹp. Vậy cậu có thích chị dâu không? Thích. Vậy cậu có đồng ý giúp chị dâu không? Chị dâu, không phải là tôi không muốn giúp chị,
Tôi thực sự chỉ là một công nhân, không có thực lực, hách nhất thiên mà biết được. Anh ấy chắc chắn sẽ xử lý tôi. Mặc dù chỉ là một cái mạng, nhưng tôi còn phải nuôi vợ tôi nữa. Vậy cậu xem cái này đi. Chị dâu, thứ đồ chơi này bây giờ công nghệ phát triển lắm, AI thay đổi khuôn mặt ở khắp mọi nơi. Tôi vẫn tin tưởng vợ tôi. Đây là máy quay an ninh của nhà chúng tôi. Vợ tôi sao? Tiêu Ngọc Linh, vì để cho cô có một cuộc sống tốt hơn, đáp ứng sự tiêu xài của cô, mà tôi đã làm ba công việc. Không ngờ cô lại làm thế với tôi. Tôi biết. Tôi nói với cậu chuyện này, cậu sẽ nghĩ tôi đang lợi dụng cậu. Nhưng tôi hy vọng cậu hiểu, giữa chúng ta không phải là lợi dụng lẫn nhau, mà là giúp đỡ lẫn nhau. Rõ ràng là chị đã biết từ sớm. Tại sao chị không nói với tôi? Phải thì sao? Mà không phải thì đã sao? Chẳng lẽ cậu không hận Hách Nhất Thiên sao? Hận, đương nhiên là tôi hận. Nhưng chị đã có bằng chứng rồi, sao chị còn bảo tôi giúp chị thu thập bằng chứng? Những bằng chứng này chỉ có thể giúp việc phân chia tài sản ít hơn một chút. Tập đoàn Lý Thị là tâm huyết của ba tôi. Tôi không thể để nó bị hủy trong tay tôi được. Vậy nên tôi phải để Hách Nhất Thiên ra đi trắng tay mới được. Tốt nhất là làm cho anh ta thân bại danh liệt, cả phần đời còn lại ở trong tù. Tôi đồng ý với cô, nhưng tôi chỉ giúp cô thu thập bằng chứng phạm tội của Hách Nhất Thiên và Lâm Nhã, còn bắt tôi ngủ với nữ nghiên cứu sinh, tuyệt đối không có chuyện đó. Cậu sẽ đồng ý thôi. Tôi chờ tin tốt từ cậu đấy. Trần Bảo à, Lý Tổng không làm khó gì anh chứ? Chị ta có thể làm gì tôi chứ? Cũng đúng, chúng ta là người yêu, trên danh nghĩa mà. Hôn anh một cái cũng là lẽ thường tình thôi. Lâm Nhã à, tôi xin lỗi. Trước đây tôi không biết, mọi chuyện cô làm đều là do bị ép buộc. Tôi còn nói mấy câu khó nghe để xúc phạm cô nữa. Cảm ơn anh nha Trần Bảo. Anh có biết những năm qua tôi đã đau khổ thế nào không? Ba tôi ông ấy luôn đánh bạc. Tiền của tôi đều phải đưa cho ông ấy hết. Nhưng đó là một cái hố sâu không đáy. Anh cũng biết, tôi chỉ là một cô gái, không có bản lĩnh, cũng không có bằng cấp, cho nên đành phải cặp kè với Hách Nhất Thiên. Yên tâm đi, đều đã qua rồi. Sau này ông ta sẽ không đến tìm cô để đòi tiền đâu, cũng sẽ không đánh bạc nữa. Trần Bảo, em có thể làm bạn gái của anh không? Chỉ cần anh đồng ý, em có thể cắt đứt quan hệ với Hách Nhất Thiên. Không được, Lâm Nhã, không cần làm thế đâu. Được thôi, em biết em không xứng với anh. 500.000 mà em nợ anh, em sẽ trả lại. Ngày mai em sẽ chuyển đi. Tiểu Nhã, em hiểu lầm anh rồi. Anh không có ý đó. Thật ra, khi anh biết em làm tất cả những việc này đều là vì bị ba em ép buộc mà thôi, anh liền cảm thấy em chính là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này. Trần Bảo, lúc nãy anh gọi em là gì? Anh gọi em là Tiểu Nhã. Trần Bảo, em biết em không xứng với anh, nhưng miễn là anh cần em, em sẽ luôn có mặt. Ngày mai em sẽ đoạn tuyệt với tên Hách Nhất Thiên đó. Bắt đầu từ ngày mai, em là người phụ nữ của riêng anh, không bao giờ để ai khác động vào nữa. Không, em không thể làm vậy được. Tại sao chứ? Em vẫn phải ở bên cạnh anh ta. Trần Bảo, chẳng lẽ anh thích chơi người phụ nữ của kẻ khác vậy sao? Nếu đúng là như vậy, được thôi, em đồng ý với anh. Tiểu Nhã, em hiểu lầm anh rồi. Ý anh là em ở bên cạnh Hách Nhất Thiên, chúng ta có thể thu thập bằng chứng phạm tội của anh ta. Anh muốn lật đổ Hách Nhất Thiên sao? Anh muốn khiến hắn thân bại danh liệt. Trong công ty anh ta có một quyển sổ, trong đó có chứa tất cả bằng chứng tham ô của anh ta. Nhưng mà sao thế? Nếu bị anh ta phát hiện, anh ta chắc chắn không tha cho em. Em đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta lấy được sổ sách,
thu thập được tất cả chứng cứ phạm tội đó. Lúc đó Lý Tổng sẽ ly hôn với anh ta. Anh ta sẽ không thể ngóc đầu dậy nữa. Được, em sẽ giúp anh. Nhưng sổ sách đó người bình thường không tiếp cận được đâu. Vậy em biết nó ở chỗ nào không? Em biết, trong văn phòng của anh ta. Nhưng anh cũng biết mà, văn phòng đó trừ anh ta ra, người bình thường không thể vào được. Vậy chúng ta đành phải suy tính kỹ hơn. Nếu anh ta phát hiện ra, chúng ta đều sẽ toi đời đấy. Cục cưng à, sao mà em vội vàng vậy chứ? Cứ lôi anh về đây. Lẽ nào em muốn làm gì đó? Khách tổng, anh thích người ta mặc kiểu quần áo này không? Thích lắm. Khách tổng thích vô cùng. Mau lên, mặc vào cho khách tổng xem đi. Mau nào, khách tổng. Hay là anh ra ngoài trước đi, đợi em thay xong anh lại vào nhé. Tiểu yêu tinh, cả người em từ trên xuống dưới, còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy? Mau mặc vào cho anh xem đi. Khách tổng ơi, người ta muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh nghe lời em đi. Bất ngờ sao? Khách tổng thích đấy. Vậy em thay nhanh lên nhé. Khách tổng gấp lắm rồi đấy. Nhanh nhé. Cục cưng, em thay xong chưa đấy? Đợi chút, em chưa xong mà. Anh đợi không nổi nữa rồi. Em thay xong chưa? Tiêu rồi. USB của mình. Khách tổng, anh hư thật đấy. Người ta còn chưa thay xong, anh gấp cái gì chứ? Suýt nữa thì bại lộ rồi. Nhất định phải mau nghĩ cách để nó về vị trí cũ. Quyến rũ, quá quyến rũ luôn. Dáng của em đẹp thật đấy. Khách tổng, thoải mái thật. Lâu lắm rồi không thoải mái như thế. Khách tổng, không còn việc gì thì em đi trước nhé. Cục cưng à, sao em lại khóc thế? Có phải lúc nãy anh thô lỗ quá không? Em yên tâm, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Khách tổng, em về trước nhé. Cục cưng à, anh đã mua cho em hàng mà em thích chơi nhất. Tối nay đến khách sạn cùng nhau chơi nhé. Lẽ nào vừa rồi mình hoa mắt sao? Cũng đúng. Tiểu Nhã theo mình lâu như vậy, sao có thể hại mình chứ? Thứ anh cần, em đã lấy được rồi. Em chờ anh ở nhà vệ sinh. Trần Bảo, thứ mà anh muốn. Tiểu Nhã, em giỏi thật đấy. Sao em làm được thế? Có phải Hách Nhất Thiên lại giở trò bắt nạt em không? Em đợi anh, anh đi xử lý hắn. Trần Bảo, anh có thể ôm em không? Tiểu Nhã, tối nay chúng ta đi khách sạn đi. Trần Bảo, anh tôn trọng em một chút được không? Xin lỗi Tiểu Nhã, sau này anh sẽ không làm thế nữa. Nếu Hách Nhất Thiên
lại đến làm phiền em phải nói với anh đấy. Anh lập tức tiễn hắn xuống mồ. Trần Bảo, đời này kiếp này chưa từng có ai đối xử tốt với em như anh. Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại tôn nghiêm làm người. Lâm Nhã, em thề rằng cả đời này em sẽ là người của anh, làm tình nhân của anh cũng được. Đợi anh lật đổ Hắc Nhất Thiên xong sẽ trở về tìm em. Tối nay nhớ đợi anh đấy. Alo, chị dâu, chị ở đâu vậy? Tôi đến tìm chị. Đến nhà tôi đi. Vợ ơi, sao anh lại nghe thấy trong nhà của em có tiếng người vậy? Chẳng phải là vì em đang đợi anh hay sao? Đã rất lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện đó rồi. Vợ à, đúng vậy, là do gần đây công việc của anh bận rộn quá, không có thời gian chăm sóc em. Anh đã không để tâm đến cảm giác của em. Hay bây giờ anh khen thưởng cho em nhé. Sao trên người anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ vậy? Vợ à, đây là nước hoa mà trước đây anh đã mua cho em mà. Em quên rồi sao? Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lại đây anh thưởng cho em nào, mau đi tắm đi. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi. Nếu không phải hai cô gái đó cướp mất tiền của tôi thì còn lâu tôi mới đụng vào cô. Được rồi. Vợ à, hay là chúng ta tắm cùng nhau đi. Mau nói đi. Anh đột nhiên trở về nhà là có chuyện gì đúng không? Anh thì có chuyện gì được chứ? Dầu thần Ấn Độ. Không ngờ chị dâu lại thích thứ đồ chơi này. Ai mà thích cái này? Mau cầm đi đi. Đây không phải là thương hiệu trước đây mà em thích nhất sao? Dầu thần Ấn Độ này. Còn có, anh đang nói cái gì vậy? Mau biến đi. Xong đời rồi. Chắc chắn là bị Trần Bảo nghe thấy rồi. Xấu hổ quá đi mất. Vợ à, em yên tâm đi, cái này có thể kéo dài 30 giây lận. Chúng ta dùng thử đi. Anh nói em nghe, hôm nay sức khỏe anh cực kỳ tốt. Lý Hoài Thanh, em có ý gì đây? Có phải là em coi anh như là mấy em trai được bao nuôi không? Biến đi. Anh rất ghét em nhìn anh như vậy. Lúc nãy cậu đã nghe thấy gì rồi? Tôi không nghe thấy gì cả. Hách Nhất Thiên đã đi rồi. Làm xong chuyện nhanh như vậy sao? Cậu nói bậy bạ gì đấy? Cậu hy vọng tôi bị anh ta đụng vào như vậy sao? Chị là vợ của anh ta, anh ta là chồng của chị. Hai người có làm gì thì cũng là chuyện thường tình. Còn tôi chỉ là một người ngoài, không có tư cách xen vào chuyện của hai người. Sao thế? Cậu ghen à? Tôi làm gì có tư cách ghen? Chắc chắn anh ta quay về là vì hết tiền tiêu rồi. Vì thế tôi đã cho anh ta 500 ngàn. Nên anh ta đã đi mất rồi. Tên cặn bã Hách Nhất Thiên này đúng là tài sắc có đủ mà. Vậy nếu sau này tôi cũng không có tiền, có phải tôi cũng có thể tìm chị không? Tôi không cần giàu thần, cũng không cần cái gì tác động từ bên ngoài cả. Vậy thì tôi phải kiểm hàng trước đã. Bây giờ chị có thể thử hàng luôn. Đừng gấp, cậu ngồi ở sofa trước đi. Đợi tôi đi thay bộ đồ mà cậu thích nhất. Bộ đồ mà tôi thích nhất sao? Sao vậy?
Chê chị dâu sao? Làm gì có. Tôi muốn có được chị dâu còn không kịp mà. Thật không? Vậy còn chờ gì nữa? Xong việc chúng ta còn phải đi xem sổ sách của Hách Nhất Thiên nữa. Chị dâu, chân của chị đẹp quá. Không phải là cậu rất thích đôi chân mỹ miều này của chị sao? Đúng vậy, tôi rất thích. Sao vậy? Em trai không được rồi sao? Đàn ông thì không được nói mình không được. Nếu như chị dâu đã muốn thì tôi sẽ thỏa mãn chị. Em trai nhẹ nhàng thôi nhé, chị sợ đau lắm. Lúc nào cũng bị gọi, ngay thời khắc quan trọng hết. Mau đi nghe điện thoại đi. Alo, Trần Bảo mau đến cứu em. Em đang ở khách sạn Phong Thiên. Nào, đừng sợ, không đánh em đâu, không có đau đâu mà. Trần Bảo, đến mau đi. Thơm quá. Khách tổng à, sao cậu lại đến đây? Khách tổng, chị dâu phát hiện ra rồi. Sao cô ta lại phát hiện ra? Không phải lúc nãy anh đã dùng 5.500 tệ sao? Lại còn ở khách sạn Phong Thiên dùng 2.200 tệ nữa. Đúng vậy, cô ta. Sao cô ta lại biết chứ? Chị dâu không gọi được cho anh nên đã gọi cho Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, em biết mà không nói với anh. Không phải đâu. Khách tổng à, anh cũng biết mà. Em và Trần Bảo chỉ là tạm bợ thôi. Em sợ bị lừa nên mới không nói với anh. Anh chắc chắn là Lý Hoài Thanh, cái con đàn bà đó, đã liên kết thẻ ngân hàng với căn cước của tôi, nên cô ta mới biết tôi thuê phòng ở đâu. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến. Em yêu à, sao thế? Anh vừa về đến nhà đã nhớ anh rồi sao? Nửa đêm nửa hôm sao lại có thông báo tiêu dùng ở khách sạn vậy? Đồ khốn, Lý Hoài Thanh. Nếu như không phải vì con đàn bà đó đã chạy mất thì ông đây đã sớm trở thành người Nhật Bản rồi. Đợi ông đây lấy được công ty, ông nhất định sẽ khiến cô ra đi tay trắng. Anh còn tưởng là em nói cái gì, thì ra là chuyện này. Trần Bảo là người của anh, làm việc cho anh cũng vất vả, nên cũng không thể không thưởng cho người ta được. Vừa hay gặp được cậu ấy thuê phòng cùng với vợ, nên anh liền trả tiền phòng cho cậu ấy. Vừa hay Trần Bảo cũng ở đây. Nào, nói chuyện với chị dâu đi. Chào chị dâu, tôi là Trần Bảo. Thôi đủ rồi. Chị dâu cậu nói muốn cậu ngày mai đến nhà ăn cơm. Vừa hay cậu với Tiểu Nhã đi cùng luôn đi, rồi giải thích chuyện này luôn. Lúc này mà chị dâu muốn mình và Lâm Nhã đến nhà ăn cơm, lẽ nào là đã tìm thấy sổ sách của Hách Nhất Thiên rồi, nên muốn đối chứng trực tiếp. Nếu mà như vậy, chắc chắn là Hách Nhất Thiên sẽ cuống quá làm liều. Lẽ nào Lý Hoài Thanh điều tra ra quan hệ giữa mình và Tiểu Nhã sao? Chắc là không đâu. Được, tôi đồng ý thưa Hách tổng. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước đây. Hai người hãy nghỉ ngơi đi. Tiểu Trần, hôm nay cậu hãy ở cùng Tiểu Nhã đi. Tôi về trước đây. Không chừng chị dâu của cậu lại cho tôi một trận. Hách tổng, sao anh lại để em ở cùng với tên ăn mày này vậy? Cũng đâu phải là hai người chưa từng ở chung đâu, có phải không? Em yên tâm, cái tên làm thuê này chắc chắn sẽ không dám làm gì em đâu. Hách Nhất Thiên, anh tự cao không được bao lâu nữa đâu. Cảm ơn sự khen thưởng của anh. Nếu không nhờ có anh, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang làm thằng phát gạch ở công trường rồi. Đó là bởi vì cậu phát gạch giỏi. Tiểu Trần, trên người cậu sao lại có mùi nước hoa của chị dâu cậu? Mùi nước hoa? Sao em không ngửi thấy? Hách Nhất Thiên, mũi anh thính thật.
mùi nước hoa cũng có thể phân biệt rõ như vậy. Lúc nãy tôi vừa đi một cái hộp đêm. Đàn ông mà, đi hộp đêm cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng đã ly hôn rồi, anh biết mà. Hơn nữa, công ty cũng không có quy định nói nhân viên không được đi hộp đêm. Thư giãn một chút. Thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Thật kinh tởm. Đàn ông mà, đi hộp đêm là chuyện bình thường. Cuộc sống và công việc khó tránh khỏi áp lực, đi giải khuây một chút cũng không sao. Được, vậy tôi cũng không làm phiền hai người nữa. Nghỉ ngơi đi. Khách tổng, không tiễn nữa, không cần tiễn đâu. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Trần Bảo, anh có phải đã ngủ với Lý tổng? Suýt chút thôi. Sao em biết? Sao em có thể không biết? Mùi nước hoa trên người anh, tưởng em không ngửi được sao? Em ghen rồi sao? Làm sao em có thể ghen được? Chỉ là em lo lắng cho sức lực của anh. Cho cô ấy ăn no rồi thì có còn sức lực nữa không? Em đã vì anh tắm cả tiếng đồng hồ. Và cả bộ đồ này, cố tình vì anh mà chuẩn bị. Đàn ông không thể nói mình không được. Mau đi. Trần Bảo, em đẹp không? Đẹp. Vậy anh còn đợi gì nữa? Tiểu Trần, Lâm Nhã, hai người đừng ngại, cứ coi đây như là nhà của mình. Đúng không chồng? Đúng vậy. Tiểu Trần à, chị dâu cậu đích thân xuống bếp. Sườn xào chú ngọt, con gà này nữa, làm rất ngon, ăn nhiều vào nhé. Chị dâu, rốt cuộc chị muốn gì chứ? Tiểu Trần nếu như thích thì ăn nhiều một chút. Được. Cậu sao vậy? Khách tổng, tôi không sao, có thể là cổ họng hơi bị ngứa, uống nhiều nước vào. Đây là ăn cơm sao? Chị dâu, Tiểu Nhã, hai người đang muốn lấy mạng tôi sao? Lâm Nhã, em hẹn hò với Tiểu Trần bao lâu rồi? Một năm rưỡi. Một năm rưỡi cũng không phải ngắn. Vậy hai người định khi nào kết hôn? Em rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Đó đều là chuyện của vợ chồng trẻ người ta. Em ở đây lo cái gì chứ? Người ta còn trẻ, tự có sắp xếp của bản thân. Được rồi, ăn cơm đi. Em sao thế? Không có gì, sạch chút thôi. Lấy tay ra, em nói anh nghe. Cái này, cái này là cái gì đây? Giống vết này là sao đây? Em đây là da bị dị ứng. Cứ đến mùa hè, mũi đốt. Chỉ cần gãi là bị như vậy. Hơn nữa, chiều hôm qua còn bị mũi đốt. Bị đốt hẳn mấy lần. Em, anh không hề quan tâm tới em. Cũng không biết sức khỏe của em ra sao. Còn nghi ngờ em ngoại tình. Em yêu. Em đừng khóc, được không? Đây, là chồng sai rồi. Không khóc nữa, được không nào? Không khóc. Nếu anh không tin em, chúng ta ly hôn đi. Đừng mà, này. Mọi người đều đang cười chúng ta kìa. Ly hôn cái gì chứ? Đúng không? Chị dâu cậu nói bậy thôi. Chị dâu cậu là trách. Ngày nào tôi cũng quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc cô ấy. Đây chủ yếu là do chúng ta vẫn chưa có con ấy mà. Tiện nhân, để tôi thuyết phục được các cổ đông còn lại. Đến lúc đuổi cô khỏi hội đồng quản trị cũng là lúc tôi ly hôn với cô. Không có con là do em sao? Còn không phải do anh. Mỗi lần đều chỉ có một phút rưỡi. Muốn dùng con ép tôi khỏi vị trí chủ tịch. Ách Nhất Thiên, anh sẽ không biết. 3 năm ở bên anh, tôi vẫn luôn uống thuốc tránh thai. Trần Bảo, cậu cười cái gì? Khách tổng, gần đây tôi có quen một vị thần y. Cái này của anh tuy không phải là bệnh gì, nhưng chúng ta cũng cần phải chữa. Anh ta nói dầu thánh của Ấn Độ cũng tốt lắm.
thúc cái đầu cậu. Lãnh đạo của cậu sức khỏe đặc biệt tốt đấy, mỗi tối một phút. Nếu cậu muốn ăn cơm thì ăn nhiều vào, được không? Có điện thoại. Alo, ông Lý. Tiểu Nhã, nếu không có gì thì em về trước đi, lát nữa anh đưa Hách tổng về. Lý tổng, vậy em về trước nhé. Này cái gì? Tiểu Nhã đâu? Tiểu Nhã không được khỏe nên tôi để cô ấy về trước rồi. Được, tôi có chút việc, tôi phải ra ngoài. Được. Này Trần Bảo, cậu không cần đi đâu, đưa chìa khóa. Cậu ngồi ăn với chị dâu thêm chút nữa đi. Tiểu Trần, người rất tốt đấy. Thế nhé. Đi, chậm thôi. Trần Bảo, cậu điên à? Lúc nãy ở bàn ăn, không phải chị quyến rũ tôi sao? Trần Bảo, tôi là chị dâu của cậu đấy, bây giờ giữa ban ngày sẽ bị người khác phát hiện đấy. Quan tâm nhiều thế làm gì? Chị dâu, chị đang uống gì vậy? Rượu Lafite 582. Cậu có muốn thử chút không? Tôi chỉ muốn chị dâu thôi. Thật không? Vậy thì tại sao khi nãy trong cơn mơ cậu lại gọi tên của người phụ nữ khác vậy? Chị dâu ghen rồi sao? Ghen gì chứ? Trò chơi giữa người lớn, suy cho cùng chỉ là mỗi bên đều muốn có lợi cho mình. Nếu như cậu đã giúp tôi lấy được bằng chứng phạm tội của Hách Nhất Thiên, vậy thì giao dịch giữa chúng ta chính thức kết thúc từ ngày hôm nay. Cậu đi đi. Nhưng mà rõ ràng vừa rồi chị dâu cảm thấy rất sảng khoái mà, còn la rất to nữa. Cậu còn nói sao? Tiểu Trần à, chị dâu đã đưa sổ sách cho Hách Nhất Thiên rồi. Hách tổng à, anh đã nói với người ta là để người ta làm ở công ty anh. Cũng lâu rồi đó nha. Khi nào thì em mới có thể đến công ty làm thư ký của anh vậy? Em muốn cùng anh ở trong văn phòng. Anh nói lại cho em nghe nhé. Cổ đông của toàn bộ công ty đều bị anh mua chuộc hết rồi. Chỉ cần buổi họp hội đồng quản trị trưa mai kết thúc, đừng nói là làm thư ký của anh, thậm chí làm phó chủ tịch công ty, cũng chỉ cần Hách tổng này nói một câu thôi. Có thật không đó? Hách tổng có bao giờ lừa em chưa? Hách tổng à, anh đỉnh thật đó. Ai vậy? Hách tổng à, đừng quan tâm nữa, chúng ta tiếp tục đi. Tránh, tránh ra. Hách tổng à, anh đi đâu vậy? Hách tổng à, anh đỉnh thật đó. Là kẻ nào? Là kẻ nào chứ? Là kẻ nào đã lấy thẻ nhớ của ông đây, đi mất rồi hả? Là kẻ nào? Kẻ nào đã lấy đi mất rồi? Hách tổng à, anh đáng ghét thật đó. Người ta còn chưa thay đồ xong, sao lại vội vàng thế? Quyến rũ, quyến rũ quá đi mất. Lâm Nhã, con đàn bà đó. Ông đây cho cô ăn, cho cô mặc, cho cô chỗ ở, mà cô lại đối xử với ông đây như vậy sao? Được lắm, cô đợi đó cho tôi. Cô cứ đợi đó cho tôi. Alo,
cậu Takeda, thẻ nhớ của tôi bị mất rồi. Đúng là quỷ đội lốt người mà. Bảy hiệp một đêm, đến bây giờ mà cơ thể mình vẫn còn đau nhức đây. Chị dâu à, tôi vẫn muốn. Tiểu Trần à, nghe lời đi. Chị dâu có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chị không thể ra ngoài. Lại nữa, tối qua lăn lộn cả đêm, cậu không mệt sao? Ở cùng với chị, không bao giờ thấy mệt. Tối nay sẽ cho cậu được không? Không được, tôi muốn ngay bây giờ cơ. Nghe điện thoại trước đi. Alo, Trần Bảo à, Lâm Nhã đang ở trong tay tôi. Nếu không muốn cô ta xảy ra chuyện, thì cậu hãy lấy thẻ nhớ ra đổi đi. Tôi sẽ lập tức đến ngay. Đợi tôi trở về nhé. Hách Nhất Thiên, anh đúng là đồ cặn bã. Tôi đúng là đồ cặn bã đó thì sao? Tôi là đồ cặn bã này. Tôi cho cô ăn, cho cô uống, cho cô mặc. Mà cô và đồng bọn lại tìm người để chơi tôi phải không? Anh bắt nạt tôi nhiều năm như vậy, anh đáng bị báo ứng. Được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là báo ứng. Hai người các cậu ấn cô ta lên bàn cho tôi. Anh, sau khi tôi làm cô ta xong rồi, sẽ để cho hai cậu làm nhé. Buông ra. Dám cắm sừng ông đây à? Ông đây tiễn cô lên đường luôn. Buông ra. Hách Nhất Thiên, dừng tay. Trần Bảo à, mặc kệ em. Anh mau đi đi, anh không đánh lại bọn họ đâu. Này thì lắm lời. Hách Nhất Thiên, đừng động tay động chân nữa. Được, tôi dừng tay. Tôi dừng tay rồi đó. Vậy cậu, đưa tôi cái thẻ nhớ đi. Hách Nhất Thiên, đồ đáng ghét nhà anh. Tôi đưa cái thẻ nhớ cho anh, thì anh sẽ thả người ra chứ? Đương nhiên rồi. Hãy nhớ về tay anh rồi. Thả người ra đi. Thả người sao? Tôi đã nói tôi sẽ thả người. Khi nào nhỉ? Hách tổng này chưa từng nói thật bao giờ cả. Không sao chứ? Cậu Takeda, cậu còn đợi cái gì nữa hả? Ra đây xử đẹp hai đứa nó cho tôi. Chàng trai trẻ à, giỏi lắm. Đất nước các cậu có câu tục ngữ Takeda, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Miễn là cậu sẵn lòng đến đất nước Phù Tang của chúng tôi làm chó, thì người đẹp, tiền tài, địa vị, tất cả đều có thể cho cậu. Chỉ là một nước nhỏ bé như viên đạn, làm sao xứng để tôi cúi đầu quy phục chứ? Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại lợi hại như vậy hả? Tôi là người muốn lấy mạng cậu đó. Cậu có quan hệ gì với sát nhân Vương Mỹ Dung hả? Mỹ Dung sao? Là đệ tử của tôi. Mấy người chuẩn bị xuống địa ngục đi. Đợi đã. Nào, đưa người lên đây. Mau lên, nhìn thử đi. Nhìn xem đây là ai. Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không dừng tay, thì cậu có tin là tôi xử đẹp cô ta luôn hay không hả? Hách Nhất Thiên à, đầu anh toàn bã đậu sao? Anh bắt trói vợ anh lại rồi đe dọa tôi sao? Anh chắc là mình không bị bệnh chứ? Cậu cũng biết cô ta là vợ tôi sao? Đó là cách mà cậu đối xử với anh cậu đó sao? Ông đây cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu uống. Vậy mà mấy người lại ngủ với nhau sao? Tôi lấy cái thẻ nhớ đó chỉ là để trả thù anh thôi. Sao cậu lại trả thù tôi? Trước đây tôi thực sự quá coi thường cậu rồi. Cậu đỉnh lắm. Cậu có thể khiến những tên sát thủ đẳng cấp thế giới truy đuổi cậu khắp nơi để xử cậu. Hách Nhất Thiên, tôi không liên quan gì đến Trần Bảo cả. Mắc mớ gì lại nhắm vào tôi chứ? Đừng ở đó làm khó người khác. Nực cười. Hai người mà không có quan hệ gì sao? Hách Nhất Thiên, anh thả chị dâu ra đi. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi này. Hai người tình cảm dạt dào quá nhỉ. Được, cậu quỳ xuống cho tôi. Nếu không, cậu Takeda, tiễn cô ta lên đường cho tôi. Trần Bảo, đừng lo cho tôi. Cậu mau đi đi.
ăn hết à? Người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà bị xử thì thật tiếc quá. Vậy cậu hãy để cô ta nếm thử kỹ thuật của sứ phụ tăng các cậu một chút đi. Nhưng mà tôi muốn cậu ta tự tay cắt đứt kinh mạch của mình. Dừng tay, tôi cắt. Trần Bảo, Mỹ Dung, không chỉ có cô mất mạng ở Nhật Bản, sư phụ của cô cũng đã mất mạng dưới tay tôi. Tôi mới là sát thủ số 1 thế giới. Tiểu Trần, sao cậu lại ngốc thế? Cậu ta ngốc chỗ nào? Tôi nói cho cô biết, cô mau ký thỏa thuận chuyển cổ phần cho tôi đi, tôi sẽ tha cho cô. Tiểu nhân, có đánh tôi như nào tôi cũng không ký. Cậu ta kê đa, bắt giữ cô ta lại cho tôi. Tôi không tin cô không ký. Ký đi. Lý Hoài Thanh, cô yên tâm, từ giờ trở đi, tập đoàn Lý thị của cô, tôi sẽ thay cô quản lý thật tốt. Khách Nhất Thiên, tôi có làm quỷ cũng không tha cho anh. Tôi nói cho cô biết, tôi không tin vào thần Phật, là người theo chủ nghĩa duy vật. Người đâu? Đi, xuống đây. Nhã Vân, Khách Nhất Thiên, anh làm gì vậy? Anh thả bọn họ ra. Tất nhiên là tôi. Ăn miếng trả miếng. Anh dám? Cậu xem tôi có dám không? Em nói thử, các em là hai chị em sinh đôi. Mặc dù chỉ bắt được một mình em, nhưng để nói một lời công tâm, anh đã cố gắng rất nhiều để nuôi dạy các em khôn lớn. Các em lại để tên nhóc này nhanh chân đến trước. Anh thật sự không cam tâm. Tôi cho cậu đó. Cậu ta kê đa, xử lý hai đứa này cho tôi. Phụ nữ của Đại Hà sao? Tôi rất thích. Đồ độc ác, thả họ ra mau. Cậu ta kê đa, hãy cho tôi được thấy tay nghề lưu luyện nhất Nhật Bản của cậu đi. Làm nhục hai người bọn họ ngay trước mặt Trần Bảo cho tôi. Khách tổng, anh làm gì vậy? Là em đây, chúng ta là một phe mà. Anh cứu em với. Cứu cái gì? Cứ làm đi. Tên khốn, mau thả họ ra. Những kẻ dám đụng đến người của sư phụ. Mỹ Dung, Thất Tinh Thượng Tướng, Trùng Sát Thủ, mau nộp mạng đi. Mỹ Dung, không phải cô đang ở Nhật Bản sao? Sao lại có thể xuất hiện ở Đại Hà vậy? Mỹ Dung, tôi biết rồi, cô nhất định đã cầm tiền của Trần Bảo. Trần Bảo cho cô bao nhiêu tiền, tôi cho cô gấp 10. Quyền lợi, tiền bạc, địa vị, mọi thứ đều là của cô. Tôi, cậu ta Keda, không phải cậu đã mua chủ quan chức cấp cao ở Đông Hải rồi sao? Chuyện này sao có thể? Đó là bởi vì sư phụ tôi đã phát hiện từ sổ sách của anh, biết được là anh cấu kết với người Nhật Bản, nên đã tương kế tự kế. Với lại Mỹ Dung ở Nhật Bản chỉ là thế thân của tôi. Cái gì? Không thể nào. Bởi vì thân phận thật sự của tôi chính là Thất Tinh Thượng Tướng Đại Hạ. Thất Tinh Thượng Tướng? Sao cô có thể là Thất Tinh Thượng Tướng được? Thất Tinh Thượng Tướng đến Đông Hải, tôi không thể không biết chút thông tin nào. Cô không thể. Cô không thể nào là Trần Bảo. Là tôi đây. Để tôi nói với anh, tất cả là do tên khốn Hách Nhất Thiên này. Anh ta luôn nói dối tôi. Trần Bảo, chúng ta tái hôn được không? Tôi bị mắc bệnh sạch sẽ, sợ dơ. Ngân quỷ của Hách Nhất Thiên, tất cả đã bị đóng băng hết rồi, bao gồm cả tiền tiêu vặt của cô. Không, Trần Bảo, Trần Bảo à, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Khách Nhất Thiên, anh đã làm nhiều điều ác, đến lúc phải nhận lại quả báo rồi. Chị dâu. Tiểu Trần, cậu mau chạy đi. Trên người tôi có gắn bom, tôi sẽ cho nổ tung hết đám người các cậu. Tôi. Khách Nhất Thiên, là cái này sao? Tôi đã giải quyết trong 3 giây rồi. Không thể nào. Không phải cậu đã cắt đứt kinh mạch rồi sao? Sư phụ tôi là thiên sư võ thuật, cắt đứt kinh mạch gì đó, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể tự mình hồi phục. Thiên sư võ thuật,
Sư phụ, do đệ tử sơ suất mới để cô Hắc Nhã Vân trốn về nước trước, suýt nữa gặp nguy hiểm, xin sư phụ cứ xử tội. Đứng dậy đi. Chị dâu, bắt đầu từ hôm nay, chị chính là chủ tịch mới của tập đoàn Hắc Thị. Mỹ Dung cũng đã đầu tư vào 10 tỷ. Các ngân hàng lớn cũng sẽ lần lượt đổ tiền cho vay. Tiểu Trần, chị cũng đã 30 tuổi rồi. 2 năm nữa sẽ qua độ tuổi sinh con tốt nhất của người phụ nữ. Cho nên tập đoàn Hắc Thị vẫn nên giao lại cho cậu đi. Chị dâu, chị muốn sinh con à? Lý Tổng nói rất đúng. Làm phụ nữ, độ tuổi sinh con tốt nhất cũng chỉ có mấy năm thôi. Đây là bất động sản mà Hắc Nhất Thiên lúc đầu mua, đã đứng tên tôi. Giờ nó là của anh. Nhã Vân, vậy cô muốn sinh con cho ai à? Tiểu Nhã, không phải em cũng nói với anh rằng em sẽ bỏ anh đi, sinh con cho người khác chứ? Ba người các cô lại lén tôi đi cặp với người khác. Sư phụ, nếu như ba người họ đều không cần anh nữa, hay để tôi chịu thiệt một chút? Vẫn là đệ tử tốt nhất. Đi thôi, chúng ta về nhà sinh khỉ con. Trần Bảo, anh dám. Sao vậy? Ba người các cô muốn để tôi làm ba dượng à? Chúng tôi có thai rồi. Đứa bé là của anh. Tôi sắp làm ba rồi sao?